Tôi mới đi mua đồ về thì hôm nay sẽ gửi cho mình xem là một em đèn cày, cái em đèn cày này là xưa xưa dữ rồi. Em đèn cày này là xưa xưa lắm rồi đó mọi người, cái này là hồi xưa 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 luôn rồi. Hồi xưa là người ta là cúp điện ha, cúp điện là cái này là sao ta, cúp điện là cái này nó nổi lên tỏa sáng này, cái này là tỏa sáng trong cúp điện à, những cái lễ cúng rồi đó mọi người, hoặc là những cái sao ta? Làm bọc ánh này kia rồi đó đó, thì người ta sẽ kiểu như là lấy cái đó ra. Mình cứ xem và tham khảo đi ha. Đó, trên đầu nó cũng có vậy thôi, cứng này, đặt ruột đó mọi người, hồi nãy là đàn kỳ là đặt ruột hết. Tôi không biết trên đây có cho lấy lửa không ta, để tôi đốt thử cho mọi người xem mà. Nhưng mà biến nó quẹt quá. Giờ là 9 giờ rưỡi rồi, tôi nghĩ chắc 10 giờ tôi sẽ quay xong, 10 giờ tôi sẽ quay xong, còn 3 clip nữa. Hôm nay 6, 7 giờ 7 giờ thức giờ chưa quay xong hết trơn. Lu bu công chuyện quá mọi người ơi, sự lu bu công chuyện lắm. Còn hôm tôi thức 8 giờ, tôi quay tới 11 giờ 12 mấy phút là xong. Giờ chắc 10 giờ xong cũng 2 tiếng, 7, 8, 9, 10, 3 tiếng, 3 tiếng ngồi ở đây rồi đi mua đồ. Mới đi mua đồ về tôi chạy cầu đường cầu á. Chị ba thấy em đi chạy nhanh không? Đi đường cầu sập á. Trời ơi, tao chạy đường đó như ăn cơm bữa với ai cho mày chạy. Đường đó người ta cho chạy, người ta làm xong chưa, rồi giờ ta đang đổ đường ở dưới rồi. Chị ba tôi phải đi là lỗi, ba bị lỗi thôi. Em ơi, có biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu, để anh nói cho em nghe nhé. Dần mãi anh hỡi nhỉ, dần mau lối anh hùng quên. Có cảm xúc lạ mỗi khi em ngồi đây nhớ anh. Mình đã thích nhau từ lâu nên mình chẳng nói ra hết những lời này, sợ em bị mất. Lần em thấy em cùng ai xanh ngoan cách với ấy bao ngày, em đâu nào hay lòng anh đau nhói trong lúc tôi hình em với ô ta sao ngủ hôn đầu. Anh ước gì em thấy anh không, vì anh cố chớ nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay anh đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Anh mong em sẽ luôn vui, em xin nhận đưa trời đang thật khắc mưa. Hôm xưa bắt đầu lại hôm qua cách chưa 2 năm và xa lắm, để em sẽ cho người ta nắp. Anh đang nhìn em kìa này, nên hôm nay anh đang chấp nhận sẽ xa từ em.
mọi người ơi, mọi người để tôi một xíu nha. Để tôi một xíu nha mọi người ơi. Ok. Ok, hết đấy. Anh ước gì lòng anh đau nhói trong lúc tôi nhìn nhận với cô ta sao nữa anh ơi vì em thấy em không vì anh cô cho cô tôi tình yêu ấy nói ai mà sao vậy sợ. Với cô ta cho lúc đầu thì nói cái anh Khánh nói là cứ quay nói cái tầm 2-3 phút rồi đầu ngồi cứ nhảm nhảm gì đó là ok, nhảm như khùng vậy, sáng dậy thức 7 giờ sáng đem quay đó.